giải bóng đá nhi đồng U10 huyện Trung Minh năm 2021. Sáng nay diễn ra trận đấu thứ hai của buổi sáng, đó là đội U10 xã Đức Bình Tây trong trang phục áo trắng. Và đội U10 xã Eli trong trang phục áo đỏ. Hai đội đang giới thiệu với các bạn trang phục. Theo đánh giá của người thì hai đội này là hai điểm mạnh. Chúng ta đã xem kết quả trận đấu như thế nào. Đội Bắc Tây ở trong phía phải đội lấy hiệp một ở sân trái của mình. Một trận đấu bắt đầu. Đầu tiên 0-1 đã 1-0. Đức Bình Tây 0 Sẽ Ly 1.
đội Đức Tây đã gỡ hòa 1-1. Những phút đầu tiên cho thấy rằng hai đội ngang sức ngang tài giữa tất cả. Ghi thêm một bàn thắng, tỷ số 2-0 và 2-1. Trọng tài báo. Tỷ số trận đấu 2-1.
Bỏ con.
sẽ thử có được cái này không? Tỷ số trận đấu 4-2 nghiêng về đội sẽ Eli.